Xin chào các bạn và các em, mình tên là David Nguyễn from Eyebrows Academy. Trong cái video này đó thì mình sẽ chỉ các bạn vẽ chân mày trên giấy và da giả. Thì cái quy tắc vẽ chân mày trên giấy và da giả đó là để giúp mình hiểu khi mình vẽ trên người thiệt. Cái quy tắc nó cũng tương tự, nó hơi khác chút xíu khi các bạn là vẽ trên da thiệt. Nhưng mà trước tiên đó là mình vẽ trên giấy để cái tay mình nó thuần thục, với thứ nhì nó vẽ trên da giả để mình thực tập, mình có một cái khung trên da giả mình thực tập. Thì ở trên thị trường đó, người ta bán rất là nhiều cái da giả, nó đã có mẫu mã sẵn, nó có hình sẵn rồi, thì các bạn có thể mua cái đó về các bạn thực tập. Nhưng mà mình nên khuyên các bạn là dùng bút chì với giấy để vẽ trên giấy trước cho cái tay mình nó nhuyễn, vẽ bên phải, vẽ bên trái. Rồi các bạn nên mua những cái latex skin này, là những cái da giả này, rồi lấy bút chì vẽ nó lên, đừng có xài mấy cái khâu cái mà nó có sẵn. Tại sao vậy? Tụi mình phải đi vẽ, phải vẽ bằng tay cho nó nhuyễn à. Thì một khi mà mình lên da người thiệt á, lên da cắt thiệt á, các bạn vẽ nó mau hơn. Thì bây giờ cái quy tắc thì nói chung cái quy tắc thì trên da giả với giấy nó là hôm nay là mình sẽ giúp cho các bạn học à, rồi những cái video kế tiếp mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ trên người thiệt. Thì như các bạn thấy đây đó, là mình có cái bảng trắng này, trên đây nó có những cái ô vuông nhỏ, các bạn có thể thấy những ô vuông nhỏ này đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ. Thì cái điểm số 1, mình chấm cái điểm số 1 ở đây, rồi đi ngang, có thằng đường thẳng ngang như vậy, ngang và thẳng. Từ đây tới điểm số 3 này đó là 10 ô vuông à, mình có thể đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ 1 tới 3 là 10 ô vuông. Đồng thời giờ mình đếm từ số 1 tới trước cái điểm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, từ số 1 mình đi ngang như vậy 6 ô, rồi mình đi lên 1 ô rưỡi, và cái đó là điểm số 2. Ok, từ số 1 đây mình đi xuống dưới đây là 1 ô rưỡi, là đây là điểm số 4. Điểm số 5 này là các bạn đi ngang 1, 2, 3, 4, rồi các bạn đi xuống nửa ô, tức là ngang 4 rồi xuống 1 nửa ô, đó là điểm số 5. Điểm số 6 này thì mình đếm ngược lại, mình đếm từ số 3, đi ngang 1, 2, 2 rưỡi, rồi đi thẳng lên nửa ô, là mình có điểm số 6. Bây giờ vậy mình đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tất cả những cái điểm này đó là nó đã có sẵn ở đây, mình đã vẽ cho sẵn, là các bạn chỉ có đếm ô thôi. Nhớ nha, bây giờ mình sẽ vẽ. Cái quy tắc á, là từ số 1 tới số 2 là nên thẳng. Thì mình thường bây giờ mình làm á, mình xài cái cọng dây chỉ. Chỉ để may quần áo đó, các bạn cắt khúc vậy thôi, khoảng 3 tấc, 4 tấc thôi. Đúng không? Kéo căng ra, bắt đầu là cho chút xíu bút chì mà các cô làm đẹp ha. Là mình bấm mực từ đây tới số 1 tới số 2 là mình làm thẳng. Cho nên giờ là mình sẽ vẽ thẳng. À, từ 1 tới 2 đây là mình làm cho nó thẳng. Đừng bao giờ cong lên như vậy làm đâu, không nên cong lên. Một là thẳng vậy là ok, hai nữa là các bạn cho nó trũng xuống chút xíu thì cũng ok luôn, nhưng đừng có bao giờ mà làm cái vòng cầu như vậy nhé. Từ số 1 tới số 2 mà các bạn cong lên như vậy là không nên, rất là xấu. Ok, đó, cho nên là từ 1 tới 2 của đây mình rất là thẳng. Rồi từ số 2 tới số 3 đó là các bạn cong đó, vẽ một cái vòng cung. Từ 2 tới 3 là nó phải cong như vậy. Rồi từ số 1, số 4 đó, các bạn có thể là đi thẳng. Hoặc nếu mà bình thường mình vẽ trên giấy thì mình đi cho nó vòng cung như vậy đó. Bây giờ mình sẽ nối từ 4 tới 5. 4 tới 5 một là thẳng luôn, hai nữa là các bạn cho nó đi xuống chút xíu, cong xuống chút xíu đó. Từ số 5, từ 4 tới 5 một là thẳng, hai nữa là cong lên như vậy chút xíu là ok. Từ số 5 tới số 6 là các bạn phải cho nó đi cong lên, rồi nó cong xuống số 3. Các bạn thấy không? Đi từ đây nó được ấy như vậy ha. Để cho nó cong lên chút xíu như vậy cũng được đó. Thì bây giờ là nó sẽ ra cái chân này. Okay. Bây giờ mình muốn nhắc lại cho các bạn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Đó, các bạn vẽ từ đây nó cong lên chút xíu vậy, từ đây bắt đầu nó cong lên. Từ số 5 đến số 6 là nó phải cong lên như vậy, để nó cong xuống như vậy, đây là phải cong như vậy, đây là thẳng, nhớ nha. Đó. Thì bây giờ đó là cái này là mình vẽ, cái quy tắc là mình vẽ như vậy trên giấy với trên da giả để mình thực tập. Còn một khi trên vẽ trên người thiệt á,
tất cả những cái điểm này đó là các bạn phải hỏi khách. Đó, có cách, sẽ có cách mình sẽ quyết định là chỗ nào là số 1, chỗ 1, số 1, chỗ nào là số 4 và số 3 như thế nào. Bây giờ phần lớn đó, cái điểm này điểm quan trọng nhất, điểm số 3. Rất là nhiều người khách bây giờ đó là họ chuộng cái mẫu mã chân mày từ Hàn Quốc. Tiếng Anh nó kêu là Lucky Brown. Rất là nhiều người Trung Quốc họ cũng thích, người Hoa họ rất thích những cái đó. Thì các bạn có thể vẽ số 3 này cao thêm chút xíu. Số 3 này thay vì đó nó nằm ở trên đường thẳng, 1 2 nằm trên đường, 1 3 nằm trên đường thẳng, thì số 3 này các bạn có thể cho nó lên. À, nếu mà các bạn muốn cái chân mày nó thẳng đó thì các bạn nâng cái số 3 nó lên chút xíu, thường thường nâng lên khoảng 1 mm tới 1 mm, giữa 1 tới 2 mm là nó sẽ làm cho cái này nó thẳng lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn ha, vẽ luôn ha. Tương tự như vậy, mình có đây là số 1, đây là số 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đây là số 3. Thì như trên đây đó là số 3 nó nằm đây, nhưng mà giờ mình nối nó lên, mình cho nó lên chút xíu. Thí dụ mình cho nó lên, mình cho nó lên một ô như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi lên. À, giờ mình đến 2, 4, 6, số 2, mình cho số 2 nó lên đây, đúng không? Số 5, 2, 4, mình đi xuống đây là số 5. Đó. Còn số 6 đó các bạn thấy không? Số 6 là mình đến từ đây 1, 2, 2 rưỡi lên nửa ôm. Thì mình cũng thể mình để số 6 ở đây, chấm số 6 hay đó. Bây giờ mình sẽ nối nó lại để cho các bạn thấy. Một khi số 3 mình nâng lên đó, đây là thí dụ thôi, mình nâng lên là sẽ làm cho cái chân mày này nó thẳng ra rất là nhiều. Giờ mình sẽ nối nó lại, mình vẽ ha. Từ 1 tới 2 là thẳng. Từ đây đó là mình vẫn theo cái quy tắc này, mình cong nó chút xíu. Đó, các bạn thấy chưa? Từ đây xuống đây. Mình cong nó xuống. Cái này đó, cái đặc điểm của cái này đó là từ số 4 tới số 5 tới số 6 này nó rất là thẳng, không? Cho nên thường thường mình lấy cọng chỉ là mình đi rất là thẳng. Các bạn thấy không? Đó. Thay vì đây là mình cong xuống đây, mình có cái arch, mình có cái vòng cung ở đây. Thì bởi vì cái điểm số 3 này đó, mình nâng nó lên đó, mình nâng nó lên như vậy đó, cho nên là nó sẽ làm cho cái chân mày này nó rất là thẳng, thấy không? Cái này là lucky brow. Ok, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có giấy hoặc là da giả để các bạn vẽ, chia nó ra vẽ. Bây giờ đó là mình sẽ nói với một ít về cái những cái tên thêm chút xíu ha. Các bạn thấy á, 1, 2, 3 này đó, cái đường này á, là mình kêu là đường upper line. Tiếng Anh upper line, Việt tiếng Việt mình nói là đường trên ha. Cái này là cái đường trên cùng. Đường trên cùng này á, là từ số 1. Nó đi qua 1, 2, 3. Các bạn nhớ nha. 1, 2, 3 là cái đường trên cùng đây. Mà nhớ đó là cái điểm số 2 ấy, này đây á, là cái điểm cao nhất. Điểm số 2 là điểm cao nhất của cái đường trên cùng đó. Ha, 1, 2, 3, số 2 là cao nhất. Tương tự cái đường bên dưới đó. Cái đường dưới này đó. Cái đường dưới này là 4, 5, 6, 3. 4, 5, 6, 3. Thì cái điểm cao nhất á, cái điểm cao nhất ở dưới đây á, là điểm số 6. Điểm này là điểm cao nhất ở dưới đây. Cao nhất cho cái đường 4, 5, 6, 3. Đó, đơn giản này thôi. Đó, thì hôm nay mình đã chỉ cho các bạn vẽ cái quy tắc vẽ trên giấy và trên da giả. Rồi một hai cái video tới nữa là mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ trên người thiệp. Okay, rất là đơn giản. Vẽ trên người thiệp đó là mình chỉ cần có bút chì màu, bút chì trang điểm và cọng chỉ. Vậy thôi, rất là đơn giản. Không có cần phải xài golden ratio, xài cái compass, không cần cái xài cái đó. Hoặc là không có, cũng không có cần xài bất cứ một cái iPhone hoặc là Android app nào hết. Không cần. Có thể là mình cần một cây thước đó. Bút chì màu, dạy cọng dây chỉ với một cây thước. Rồi, mình tên David Nguyễn.
Cảm ơn các bạn, các em rất nhiều đã coi video này. Thank you and goodbye.